Đây, anh em có thể bấm cướp phát lì xì đấy nhá. Đấy, vốn mình chỉ có 18k, 16k, bây giờ ăn được 2k nữa 18k nên mình chỉ có phát được một gói lì xì thôi. Đây là gói lì xì của mình này. Thử xem. Nếu mà càng nhiều người nổ ấy thì anh em càng được nhân lên số tiền càng nhiều nhá. Tay này được 4k, một người nổ thôi. Rồi, vốn hiện tại bây giờ là hơn 22k nên mình sẽ đi chơi cái trò khác nhá. Đấy, anh em nếu mà ít tiền ấy có thể vào trong bom lì xì này, vừa cướp vừa đặt bom, kiếm thêm ít tiền để ra chơi những trò khác cho dễ. Trên 20k thì chơi những trò khác dễ. Rồi, với 22k này mình sẽ vào Blackjack này này. Đây là con game MMWin. Con game nói chung thì ra mắt cũng được mấy tháng rồi. Đổi thưởng rút thưởng rất là uy tín. Anh em nào mà chưa tải game muốn trải nghiệm ấy thì liên tải game mình có để dưới phần mô tả của video, bấm vào đấy và tải về nhá. Mới tải về lần đầu thì liên hệ Tele cho mình. Tele mình có để dưới phần mô tả luôn đấy. Liên hệ Tele cho mình. Đấy, pha này gấp đôi, quá phê. Liên hệ Tele cho mình chỉ cần là để lại ID và sau đấy mình sẽ check và chuyển code cho anh em. Nếu mà đủ điều kiện thì tặng code hơn 20k, tặng code 20k với lại liên kết nữa là được hơn 30k để anh em trải nghiệm. Vì số tiền mình mang vào khá là ít nên chỉ vào cái phòng nhỏ này thôi. Nếu mà phòng to hơn ấy thì yêu cầu hơn 50k. Hơn 50k thì nó sẽ cho vào phòng to hơn một tí. Mình chỉ có 20 mấy k nên bây giờ mình sẽ vào đây chơi, lên được 50k thì mình sẽ ra bàn to. Đấy, cái trò này như thế này. Blackjack thì nói chung là cũng rất là phổ biến về Việt Nam mình. Rất là phổ biến rồi. Từ nhỏ cho tới lớn thì đa số ai cũng chơi. Nhưng mà cái con bài này, trong cái con game này ấy, thì mình rất có lợi thế. Lợi thế hơn chơi ở ngoài nữa. Là vì cái thằng cái ấy, nếu mà nó dưới 16 điểm ấy, thì nó sẽ phải bốc bài. Vì thế nên tỷ lệ oác của nó rất là cao. Còn mình ấy, thì bao nhiêu điểm cũng được. Mình muốn bốc thì bốc, không bốc thì thôi. Và trong con bài này ấy, thì có thể là gấp đôi lên. Đấy, nhìn bài cái mà xấu ấy, mình nghĩ rằng bài cái xấu với lại tỷ lệ bài mình cao rồi mình có thể gấp đôi lên, bốc một lá rồi gấp đôi lên, hoặc là có thể chạy trù. Anh em có thể hai con hát, anh em chạy bắt tỷ lệ ra Blackjack rất là cao luôn. Nên nhiều lúc ở ngoài mình mà chơi với nhau thì khá là khó ăn, nhưng mà bây giờ vào chơi với máy trong này thì rất là dễ ăn. Đấy, như ván này mình hoang này, cái thì tỷ lệ 20 điểm rất là cao, 15 điểm cái cũng oắc luôn à, 16 này. Đấy, cái cũng oắc nhưng mà mình oắc trước nên mình phải thua. Mấy cái con game bài trong này mình nghĩ rằng là cái trò Blackjack này là cái trò dễ kiếm tiền nhất, dễ chơi. Tỷ lệ thắng rất là cao. Đây, như tay này mình gấp đôi lên này anh em. Tay này làm liều gấp đôi lên nhá. Là vì tay này bài của cái chỉ có con 6 thôi nên tỷ lệ 16 mình sẽ nghiêng về cái, vì là con tây rất là nhiều nên nghiêng về cho nó 16 điểm. Còn mình ấy là 10 điểm rồi. Bốc lên tỷ lệ 20 điểm rất là cao. Nhưng mà tay này thì hơi đen, bốc lên chỉ có 13 điểm thôi. Đã gấp đôi bài lên ấy là không được bốc nữa nhá. Nhưng bài này tỷ lệ cái oắc rất là cao. Đấy, tuy là mình chỉ bốc được 13 điểm thôi nhưng mà không sợ. Là vì con cái nó có con 6 rồi. Nếu mà con 7 thì vẫn lo. Con 7 nó bốc lên con tây 17 điểm là nó sẽ không bốc nữa. Nhưng mà 16 điểm trở xuống thì nó phải bốc, nên tỷ lệ oắc của nó rất là cao luôn. Đấy, đấy là mình cũng hướng dẫn rất là tận tình cho những anh em nào mà chưa biết đến con bài này. Nhưng mà đa số thì anh em cũng biết cả rồi, nên mình chỉ nói sơ qua thế thôi. Anh em nào mới vào xem ấy, cho mình một like, một chia sẻ. Ai mới xem lần đầu thì cho mình một lượt đăng ký kênh luôn nhá. Để lúc nào mình ra video hay là live stream, anh em vào tương tác với là nhận lọc cho vui. Lúc mình live stream, ok, 52k này anh em. Rồi, mình sẽ vào bàn to hơn tí nhá. Vào bàn to hơn, đánh cho nó nhanh. Lúc mình live stream ấy thì mình thường hay phát cốt, phát lọc cho anh em. Lọc Momo ấy. Rồi, làm liều phát nhanh nhá. Một thì nghỉ video, hai thì lại có tiền để chơi cho nó sung sung tí anh em. 19 điểm, tỷ lệ bài mình thắng rất là cao luôn. Cái chỉ có con 5. Chả lẽ trong cái con bài úp để có 5-6 nữa. Ra con tây đẹp đúng luôn. Oắc nào, 16 điểm, phải bốc. Ok, oắc đấy. Chơi cái con này thì thấy bài cái tầm 4-5-6 gì đấy là những con bài mà mang lại cái tỷ lệ oắc cho nó rất là cao luôn.
Ok, cái 17 điểm à? Hên lắm thì cái 17 điểm, mình 20 điểm. Lại húp anh em. Tỷ lệ húp rất là cao luôn. 13 điểm, tây nữa nào, 16 điểm. Ok, có ạ, đấy. Có luôn 200. Ok, 500 thì mới vào bàn to hơn được nhá nhá. 500 với lại 2 củ. 500 với lại 2 củ, 13 điểm. Ôi, ván này thua rất là cao luôn này. Cái nó có con tây rồi, mà không bốc thì cũng chẳng được. Bốc thì tỷ lệ oắc rất là cao luôn. Thôi, chấp nhận anh em. Tay này thì kiểu gì cũng thua đấy, là vì mình oắc rồi. Cho dù cái có oắc nữa thì mình vẫn thua. Cái chắc là 20 điểm. Tỷ lệ 20 rất là cao đấy. Vì con bài úp thì thường thường hay con tây cũng khá là nhiều. Anh em đón xem. Tỷ lệ con tây rất là nhiều luôn. Nên tỷ lệ bài mà con úp của nó 10 điểm khá là cao. Còn tay cuối cùng nhá nhắm. Tay này mà thua nữa thì thôi này. Thua nữa dừng video này. Bao nhiêu? 12 điểm. Rồi. Hoặc 14. Hoặc. Ok. Hoặc luôn. Đấy, lại có lên 200. Tay này đẹp đẹp phát gấp đôi phát thì ngon luôn này. Rồi, cái con 6 rồi. Ui, mình là 13. Thôi bỏ nhanh em. Tay này mình sẽ không bốc, là vì con cái có con 6 thôi. Con cái có con 6. Tỷ lệ nó phải bốc rất là cao luôn. Rồi, 12 điểm. Đây nào. 14 điểm. 16 điểm. Đây. Ok, quá. Đấy. Với lại nếu mà cái blackjack hay là năm rồng nhỏ ấy, thì cái chỉ được số tiền cược của mình thôi. Còn nếu mà mình được blackjack hay là năm rồng nhỏ ấy, thì mình sẽ được 1,5 nhá. Đánh 100k thì mình sẽ có lãi là 150k. Cái trò với lại cái con game này thì nó tạo điều kiện cho người chơi rất là cao. 15, may quá. Ok, lại oác này đấy. Tỷ lệ bài cái oác rất là cao luôn. 15-16 điểm nó bắt buộc phải bốc mà. Nên bốc ra con tây khá là cao. Nên tỷ lệ oác rất là nhiều. Rồi, 16 điểm. Ngừng. Nên những anh em nào mà vốn nhỏ, vốn to cũng được. Nhưng mà vốn nhỏ ấy, vào đi chơi. Cũng khá là hay, dễ kiếm tiền. Chín điểm. Ôi, năm dòng nhỏ luôn này. Đấy. Ui, cái 10, cái 19. Tay này thua anh em. Mấy con 2 ra con 8 đẹp quá. Trong cái con game này ấy, mấy cái trò về cái game bài này ấy, thì có mẩu binh blackjack 3 cào. Đấy, nhưng mà những cái trò mẩu binh với lại ba cào thì nó lại nghiêng về tỷ lệ hên xui. Còn cái con blackjack này thì mình có thể chọn tỷ lệ thắng được. Mình có thể quyết định cái ván bài thắng thua của mình được. Một phần cũng là do cái may mắn, nhưng mà quyết định của mình là nhiều hơn. Đấy. Nên thành ra những cái con này thật sự là hấp dẫn với lại dễ kiếm tiền. Tay này làm liều gấp đôi cũng được này. Nhưng mà nó có con tây rồi. Thôi không gấp đôi anh em nhá. Nó có con tây rồi. Đấy. Là vì tỷ lệ mình bốc ra tây chưa chắc đã có. Mà cái cầm trong tay vừa ra con tây rồi. Con trong tay cũng sợ. Nên thôi. Đáng nhẽ ra 11 điểm ấy. Nếu mà nó có tầm. Nó tầm con bài 8-9 trở xuống ấy. Thì mình có thể là nhân đôi được. Đấy. Hên mà tay đấy không gấp đôi. Gấp đôi thì con này thì 21 điểm là cao nhất. Mình ra 11 điểm ở trước rồi. Hên thì bốc lên con tây nữa. Nhưng mà bài cái thì lại thì tỷ lệ 20 cũng rất là cao. Sơ sẩy tí là thua nên không dám gấp đôi. Tay nào anh em thấy đẹp đẹp ấy, bài cá xấu xấu ấy, thì có thể gấp đôi lên. Gấp đôi số tiền cược của mình ấy. Đấy, đấy là cũng cái lợi thế cho người chơi mình. Cái 16, cái oắc. Đấy.
Ok, có 400, còn một tay nữa thôi anh em nhá. Một tay kiếm 100k nữa rồi mình sẽ vào bàn to. Và bàn to chơi cho phê 19 điểm, ok. Ván này chắc là húp đấy anh em. Ván này tỷ lệ húp rất là cao, 90%. Còn 10% thua. Nhưng mà 30 chứ phải là tít mà. Biết đâu nó con 2, con 3 ở trong đấy nữa. Con 3, sau đấy bóc lên con tây nữa. 5 dòng nhỏ, 12, oác, 14, oác, 16, con nữa, ok, oác, may quá, ok, 505 này anh em, rồi, và bàn to nhá, bàn to hơn là 500, ui, còn bàn kia nữa, 5 củ mới vào được à, bàn to nhất là phải 5 triệu mới vào được, cứ tưởng 2 triệu là vào rồi, rồi, và bàn này mình sẽ đánh nhá, từ từ anh em nhá, nếu mà thua thì còn có vốn để xuống mà đánh tiếp chứ. Rồi 14 này. Ôi 14. Liêu nào. Ok, 5 dòng nhỏ anh em. 240 là được 360 anh em nhá. Tay này được 360 này. Đấy. Nó nhân 1,5 mà. Ui, sắp lên 1 triệu đấy nhá. Vốn mình hôm nay chỉ có 16k thôi nhá. Ôi, cái có con tây. Nó bảo là mua bảo hiểm cho nó không, nếu mà có bảo hiểm ấy, trong đấy nếu mà nó blackjack thì nó sẽ nhân đôi cái bảo hiểm cho mình, nhưng mình không chơi. 20 hòa, may quá đấy. Rồi vào đây thì mình nếu mà thua mấy tay liên tục ấy, nếu mà có vốn thì mình chơi cho to, còn không thì mình chỉ chơi như thế này thôi. Mỗi tay là 241k. Ôi nó lại còn tây nữa rồi. Tay này thì khó xơi rồi, khó xơi rồi. 19 điểm, ok. Ngưng. Làng không ai mua bảo hiểm luôn ấy. Nếu mua bảo hiểm ấy thì nó sẽ vật. Mình không phải bóc nữa. Nếu mà nó blackjack khỏi phải bóc luôn. Ok, tay này lại húp này. 1 triệu 1 nha anh em. Có 1 triệu 1. Có nên nâng mức cửa không nhỉ? Bây giờ đánh mỗi tay 500 được đấy. Nhưng thôi, đánh an toàn anh em. Vốn nhỏ, nay kiếm lái nhỏ thôi. Chơi mỗi tay 500 hay một củ gì đấy liều quá. May quá. Tay này mà thêm phát thì đi luôn đấy. Tăng anh em nhá. Vừa mới thua, tay này gỡ lại. Này, làm liều luôn nhá nhá. Hết nghỉ này, hết nghỉ này. Rồi, 18 điểm, cái 5, cái con 5. 18 điểm. Hy vọng ván này rất là cao luôn. 15 đấy. Bác nào, bác nào, bác nào chuẩn luôn. Ok. Đấy. Liều phát quá là đúng đắn. Tay này. Chơi nhỏ là thôi anh em nhé. Thôi, cược tiếp đi anh em. Cược tiếp nhá. Video cũng khá. Ui, blackjack, blackjack ngon đấy. May quá. Video cũng khá là dài này, nên chơi mấy tay nữa nghỉ anh em. Chút lái, nếu mà hên hên chút lái tầm 2-3 củ gì đấy nghỉ. Giờ thì nó cái gì cũng nó cũng thua mình, cho dù là 5 rồng nhỏ. Ui, 3 triệu rồi. 3 triệu nghỉ anh em nhá, nghỉ nghỉ nghỉ. Ui, 46 triệu, húp lên 3 triệu. Phê chưa, phê chưa. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc anh em buổi chiều tối thật là vui vẻ nhá. Bye bye mọi người.